áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại các em. Bài học hôm trước chúng ta đã tìm hiểu bài 38, đó là các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật tiết 1. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu ở bài 39, vẫn là nội dung các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật tiết tiếp theo. Trước khi vào tiết tiếp theo thì cô sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ. Nội dung câu hỏi kiểm tra bài cũ của chúng ta như sau. Câu hỏi số 1. Vào thời kỳ dậy thì của nam và nữ, hormone nào được tiết ra nhiều và làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lý? Đây chính là nội dung câu hỏi số 4 trong sách giáo khoa trang 154 của bài 38. Thì đối với câu trả lời này thì chúng ta sẽ có câu hỏi này chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Đó là vào thời kỳ dậy thì của nam và nữ thì vùng dưới đồi thông qua tuyến yên sẽ kích thích tinh hoàn, tăng cường sản xuất testosterone và kích thích buồng trứng tăng cường tiết estrogen. Và hai loại hormone sinh dục này thì sẽ làm biến đổi về thể chất và tâm sinh lý ở tuổi dậy thì của cả nam và nữ. Và những cái đặc điểm cụ thể thì chúng ta đã được biết ở phần sinh học lớp 8 chúng ta đã được học rồi. Đó là nội dung câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ sang câu hỏi thứ hai. Câu hỏi của chúng ta, câu hỏi thứ hai đó chính là nội dung câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa trang 154. Đó là kể tên các loại hormone ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Thì đối với câu hỏi này chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Các hormone ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống sẽ có bao gồm đó là hormone sinh trưởng, tyrosine, estrogen và testosterone. Và cái tuyến nội tiết tiết ra các loại hormone này thì đối với hormone sinh trưởng thì sẽ do tuyến yên tiết ra, tyrosine thì do tuyến giáp tiết ra, estrogen thì đó chính là do buồng trứng tiết ra và testosterone thì do tinh hoàn tiết ra. Thì đó chính là nội dung hai câu hỏi của bài học hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành vào nội dung của bài ngày hôm nay, đó là bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật tiết tiếp theo. Thì nội dung của bài này ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó chính là hai nội dung lớn. Nội dung thứ nhất đó là các nhân tố bên ngoài. Nội dung thứ hai đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển của ở động vật và người. Thì chúng ta sẽ đi tiến hành tìm hiểu nội dung thứ nhất đó chính là các nhân tố bên ngoài. Các bạn mở sách giáo khoa trang 155. Các nhân tố bên ngoài. Đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 155. Các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi đầu tiên là các nhân tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật? Câu hỏi đầu tiên. Các nhân tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật? Hay chúng ta đó chính là câu hỏi đầu tiên là cho vài ví dụ về các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật và người. Thì ở đây chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Thì các nhân tố bên ngoài. Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật và con người thì chúng ta có thể thấy đầu tiên đó chính là thức ăn. Thứ hai, đó chính là nhiệt độ. Và thứ ba, đó chính là ánh sáng. Vậy chúng ta sẽ đi lần lượt tìm hiểu từng nhân tố một. Trước tiên chúng ta sẽ xét về nhân tố thức ăn, một nhỏ thức ăn. Về nhân tố thức ăn thì cô mời các bạn quan sát hình ảnh sau. Đây là hình ảnh một đứa trẻ. Đây vẫn là một đứa trẻ và vẫn là một cô gái. Thì các bạn nhìn đây chính là hình ảnh khi đứa trẻ ban đầu chưa được
ăn đầy đủ, tức là thiếu ăn đấy ạ. Và chúng ta nhìn cái màu da ở đây đó chính là da đen. Và đứa trẻ này là ở vùng Nam Phi. Thì những cái tình nguyện viên hay những cứu trợ viên này, người ta đến đây người ta nhìn thấy cái đứa trẻ này. Thì các bạn nhìn thấy này, cơ thể của đứa trẻ này suy dinh dưỡng rất là nặng, còi cọc và rất là nhỏ bé. Nhưng sau đó thì được tình nguyện viên đón về nuôi hay chăm sóc, thì chúng ta nhìn thấy kích thước cơ thể hay trọng lượng cơ thể của đứa trẻ thay đổi khá nhiều. Thì khi quan sát vào hình vẽ này thì các bạn hãy cho cô biết nhận xét sự khác biệt về hình dáng của cậu bé trước và sau khi được nhận nuôi. Thì đối với ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng trước khi được nhận nuôi thì cậu bé này còi cọc, suy dinh dưỡng, rất là nhỏ. Sau đó thì được nhận về thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Trọng lượng cũng như hình dáng của cậu bé này thay đổi rất là nhiều. Trọng lượng hay cân nặng thì tăng lên, mập mạp hơn, mũm mĩm hơn và cao lớn hơn rất là nhiều. Đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng qua cái ví dụ này thì các bạn hãy cho cô biết là gì ạ? Ảnh hưởng của thức ăn đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật. Hãy cho biết ảnh hưởng của thức ăn đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật. Đối với câu hỏi này thì chúng ta có thể thấy được là gì ạ? Dưới sự ảnh hưởng của thức ăn đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật, ở đây chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Đó là thức ăn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật qua các giai đoạn. Đó chính là cái sức ảnh hưởng của thức ăn. Chúng ta phải khẳng định là thức ăn nó là những cái nhân tố quan trọng. Tiếp theo thì các bạn hãy thấy rằng là gì ạ? Nhớ lại, hãy kể tên cho cô một vài loại thức ăn mà bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Ở đây bữa ăn hàng ngày ở chúng ta ví dụ như là cơm này, thịt này, trứng này, rau này. Và ngoài ra chúng ta có thể là uống thêm sữa, vân vân. Đúng không ạ? Đấy chính là một số loại thức ăn mà bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Thì trong thức ăn này, thì có những chất dinh dưỡng nào và tại sao thức ăn này có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật? Thì chúng ta có thể thấy rằng là trong thức ăn có rất nhiều các loại chất dinh dưỡng quan trọng. Ví dụ như là vitamin, protein, kẽm sắt. Vitamin chúng ta thấy rằng có nhiều ở trong gì ạ? Rau, cơm, thịt, trứng và sữa cũng có vitamin. Nhưng vitamin ở trong rau sẽ chiếm nhiều hơn. Protein đó chính là trong thịt, trứng, sữa, kẽm đấy, cũng có. Đây. Tại sao trong những loại thức ăn này sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật? Thì chúng ta có thể trả lời như sau. Vì thức ăn là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho động vật. Nó là cơ sở để tăng số lượng, kích thước tế bào, hình thành cơ quan, hệ cơ quan và còn là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của động vật. Vậy từ đây chúng ta có thể rút ra kết luận của phần này như sau. Phần thức ăn chúng ta có thể rút ra kết luận như sau. Thức ăn là nhân tố quan trọng. Thức ăn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng mạnh nhất. Cô viết tắt chữ ảnh hưởng. Ảnh hưởng mạnh nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật và con người. Cô viết tắt chữ động vật và con người. Đó là chúng ta đã xét xong về cái nhân tố thứ nhất là nhân tố thức ăn. Thì trong cái nhân tố thức ăn ở đây các bạn nhìn đây. Chúng ta có thể lấy ví dụ về trong nhân tố thức ăn. Trong nhân tố thức ăn ở đây chúng ta thấy rằng vẫn là một đứa trẻ. Đây. Một đứa trẻ như hình ảnh này. Thì đứa trẻ này không được ăn đầy đủ lượng và chất dinh dưỡng
nên đứa trẻ này sẽ làm sao ạ? Còi xương chậm lớn và sức đề kháng yếu, dễ bị sinh bệnh tật. Nhưng ngược lại, chúng ta thấy rằng nếu mà như đứa trẻ con này sau khi nhận nuôi mà cái cô tình nguyện viên này cô cứ tiếp tục cô ấy cho trẻ ăn theo cái chế độ cung cấp cho trẻ ban đầu như thế này, thì các bạn thấy rằng là gì? Đứa trẻ này sẽ càng ngày càng mập mạp lên. Và đó chính là do đâu ạ? Do ăn quá nhiều chất dinh dưỡng. Và sẽ nếu mà kéo dài như vậy thì dẫn đến cho cái đứa trẻ sẽ bị mắc cái chứng bệnh đó là béo phì. Đó là đối với con người. Ngoài ra thì chúng ta có thể lấy ví dụ khác. Ví dụ như là gì ạ? Thiếu protein, động vật chậm lớn, gầy yếu, dễ mắc bệnh. Hoặc là thiếu vitamin D thì gây bệnh còi xương chậm lớn ở cả người và động vật. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy ví dụ như là cái ví dụ như sau. Đó là ví dụ như thiếu sắt. Thiếu sắt thì sẽ dẫn đến là đối với động vật nhé. Cô lấy ví dụ cụ thể đó là ở con heo. Ở miền Nam gọi là con heo, còn ở miền Bắc của chúng ta gọi đó là con lợn. Thì con lợn nó sẽ bị thiếu máu. Ngoài ra thì nó còn thêm nữa đó là cái triệu chứng nó sẽ bị tiêu chảy. Và nó dễ gầy ốm. Và có rất nhiều những cái triệu chứng khác nữa. Hoặc là đối với gì ạ? Đối với con gà, đặc biệt là gà mái, gà đẻ trứng nè. Nếu bị thiếu canxi. Thì các bạn thấy rằng là thế nào ạ? Con gà này sẽ đẻ quả trứng non, chúng ta thường hay gọi quả trứng non ấy. Hay tại sao chúng ta lại phân biệt được bảo cái quả trứng non? Đó là cái vỏ của quả trứng nó mỏng và tỷ lệ trứng khi chúng ta cầm, chúng ta xách nó sẽ vỡ rất là cao. Đấy, đấy là đối với con gà. Tiếp theo cũng vẫn ở con heo. Thiếu sắt thì nó sẽ bị thiếu máu này, tiêu chảy, gầy ốm này. Nhưng nếu nó thiếu iốt, thì con heo này sẽ bị mắc bệnh trụi lông. Đó. Hay đối với vẫn là con gà. Gà đây, không phải là gà mái nữa mà là gà nói chung. Nếu nó thiếu canxi thì dẫn đến vỏ trứng nó bị mỏng như vậy. Nhưng nếu nó bị thiếu vitamin E, và thiếu selenium. Thì khi nó thiếu vitamin E và selenium này ấy, thì gà sẽ bị viêm nhũn não. Và ở đây cái triệu chứng để các bạn nhận ra đó là cái con gà nó đứng ấy, sau đó là nó cứ cắm gục cái đầu xuống dưới đâu ạ? Xuống dưới sàn nhà. Đấy, nó cứ cắm gục cái đầu xuống. Đấy, nó cứ cắm xuống. Đấy là chúng ta phải dự đoán được ngay đó chính là nó thiếu vitamin E và selenium. Đấy là một số ví dụ khác mà chúng ta nói về các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật, đó chính là cái yếu tố thức ăn. Tiếp tục chúng ta sang cái yếu tố thứ hai, đó là yếu tố nhiệt độ. Yếu tố nhiệt độ ở đây thì cô yêu cầu các bạn đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 155. Và các bạn sẽ nhìn vào đây cho cô ví dụ sau. Các bạn vào quan sát vào cái sơ đồ này. Sơ đồ này chúng ta sẽ nhìn thấy ở cái nhiệt độ ở đây đó chính là nhiệt độ 35 độ C. Và ở cái điểm này là 20 độ C. Và đây là 5 độ C và đây là 42 độ C. Khi quan sát vào cái sơ đồ này thì các em hãy quan sát và nhận xét về giới hạn, về nhiệt độ của cà rô phi ở Việt Nam. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây, đây là điểm gây chết, Vậy nếu nhiệt độ mà đến xuống đến 5 độ C và lên đến 42 độ C thì đều làm cho con cá rô phi ở Việt Nam chúng ta bị chết. Và từ 5 độ C đến 42 độ C ấy, thì đây người ta gọi là giới hạn chịu đựng. 5 độ C ở đây được gọi là giới hạn dưới
và 42 độ C được gọi là giới hạn trên. Nếu thấp hơn giới hạn dưới và cao hơn giới hạn trên đều gây chết cho cá rô phi. Ngược lại, trong cái giới hạn chịu đựng, chúng ta nhìn thấy cái khoảng nhiệt độ từ 20 độ C đến 35 độ C, đây người ta gọi là cái khoảng thuận lợi. Trong cái khoảng thuận lợi này sẽ có cái điểm cực thuận, đó là 30 độ C sẽ giúp cho cá rô phi của chúng ta làm sao sinh trưởng và phát triển mạnh nhất. Các bạn thấy, gióng lên cái đường đồ thị ở đây chính là cái điểm cao nhất. Và đây chính là cái mức sinh trưởng của gì ạ? Cá rô phi. Đấy chính là sự nhận xét về giới hạn nhiệt độ của cá rô phi Việt Nam. Và cũng qua cái sơ đồ này thì các bạn cho cô biết là nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật. Thì chúng ta có thể nhìn thấy như sau, là mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp. Ví dụ như vừa xong chúng ta quan sát, đó là ở nhiệt độ là bao nhiêu ạ? 30 độ C sẽ giúp cho cá rô phi làm sao sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Nhiệt độ cao quá hay thấp quá đều làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật hoặc gây chết. Đây chúng ta nhìn này, gây chết. Đấy là nhiệt độ thấp quá hoặc nhiệt độ cao quá. Và cũng dựa vào phần nhiệt độ thì các bạn hãy trả lời cho cô tiếp câu hỏi như sau. Đó là tại sao nhiệt độ xuống thấp lại ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật? Tại sao nhiệt độ xuống thấp lại ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Nhiệt độ xuống thấp tức là khi nào ạ? Khi trời rét sẽ làm thân nhiệt của động vật sẽ bị giảm. Và chính vì thế dẫn đến cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể bị rối loạn, mất năng lượng. Động vật dễ bị sút cân, mắc bệnh, hoạt động sinh sản, kiếm ăn, vân vân sẽ bị giảm. Và khi đó cái hoạt động sinh sản, kiếm ăn bị giảm, nó sẽ dẫn đến cái quá trình sinh trưởng và phát triển sẽ bị chậm lại. Đó. Đấy là khi nhiệt độ xuống thấp, nó sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của động vật như vậy. Thế ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là tại sao vào mùa đông ấy, hay vào mùa lạnh ấy, thì để cái khắc phục cái sự ảnh hưởng của nhiệt độ xuống thấp đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật ấy, thì con người của chúng ta lại phải tăng, tức là người chăn nuôi ấy, lại phải tăng cái khẩu phần ăn cho gia súc. Tại sao vào mùa lạnh nên tăng khẩu phần ăn cho gia súc? Thì đối với câu hỏi này thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Vì sao ạ? Vì vào mùa lạnh, tức là mùa đông ở nước ta đấy ạ, gia súc cần một nhiệt lượng lớn để chống rét, nên gia súc phải lấy năng lượng trong cơ thể để tăng nhiệt hay là bù nhiệt đấy ạ. Vì thế rất mau hết năng lượng. Và thế nên là gì ạ? Cho gia súc ăn nhiều để chúng có đủ năng lượng để sống sót trong mùa đông và còn đủ năng lượng để phát triển nữa. Đấy. Vậy trong phần nhiệt độ này chúng ta sẽ có kết luận như sau. Ta sẽ có phần kết luận, ghi kết luận. Phần nhiệt độ chúng ta có kết luận như sau. Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt. Cô viết tắt chữ sinh trưởng. Và phát triển, chữ phát triển, tốt trong điều kiện nhiệt độ. Trong điều kiện, cô viết tắt chữ điều kiện nhiệt độ nhé. Môi trường thích hợp. Môi trường thích hợp. Kết luận thứ hai là nhiệt độ quá cao. Nhiệt độ quá cao hay quá thấp. Nhiệt độ quá cao hay quá thấp thì đều làm chậm quá trình sinh trưởng. Đều làm chậm quá trình sinh trưởng. Đều làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật. Và thậm chí nó còn gì ạ? Gây chết. Hoặc gây chết. Hoặc gây chết.
Đó. Ở trong sách giáo khoa ở đây người ta cũng có thể lấy cho chúng ta ví dụ cụ thể như sau. Đó là vào mùa đông, khi nhiệt độ hạ xuống 16 đến 18 độ C thì cá rô phi sẽ ngừng lớn, thậm chí là ngừng đẻ. Và đối với gia súc non thì mùa đông lạnh giá sẽ gây mất nhiều nhiệt, và nếu không tăng cái khẩu phần ăn sẽ làm chậm lớn sinh trưởng của chúng. Và ví dụ như là ở miền Bắc chúng ta ấy, có ở trên gì ạ? Các vùng cao, vùng Tây Bắc ấy, chúng ta thấy rằng ở Sapa, Lào Cai, chúng ta thấy rằng vào những cái mùa rét ấy, nhiệt độ xuống tận âm độ C hoặc là thậm chí 0 độ C. Thì ở đấy chúng ta thấy rằng trâu bò, gia súc ấy, chết rất là nhiều. Đó là chúng ta đã vừa làm xong, nghiên cứu xong về phần gì ạ? Nhiệt độ. Tiếp theo chúng ta sang cái nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật, đó chính là ánh sáng, ba nhỏ. Ánh sáng. Các bạn tiếp tục nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa trang 155. Chúng ta sẽ nghiên cứu xem là ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống của động vật cũng như con người. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Người ta đưa ra cho chúng ta phần lệnh. Phần lệnh của chúng ta gồm có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đó là tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật? Câu hỏi thứ hai là tại sao nhiệt độ xuống thấp, trời rét có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt? Và tại sao trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng hoặc chiều tối, tức là khi ánh sáng yếu, sẽ có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của động vật? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Ý thứ nhất là tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật? Thì chúng ta có thể thấy là gì ạ? Thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật vì các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp các chất trong cơ thể, từ đó làm tăng số lượng và kích thước tế bào, hình thành các cơ quan và hệ cơ quan. Các chất dinh dưỡng còn là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của động vật thông qua hô hấp tế bào. Đấy là nội dung câu trả lời của câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, tại sao nhiệt độ xuống thấp, tức là trời rét ấy, lại có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Nhiệt độ xuống thấp, trời rét lại có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật vì thứ nhất, đối với động vật biến nhiệt là những động vật có nhiệt độ cơ thể biến đổi theo nhiệt độ môi trường. Và khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, tức là khi trời rét, làm cho thân nhiệt của động vật cũng giảm theo. Và khi đó thì các quá trình chuyển hóa trong cơ thể giảm, thậm chí bị rối loạn. Các hoạt động sống của động vật như sinh sản, kiếm ăn bị giảm. Vì thế cái quá trình sinh trưởng và phát triển sẽ bị chậm lại. Đấy là đối với động vật biến nhiệt. Đối với động vật hằng nhiệt là những cơ thể, là những động vật có nhiệt độ cơ thể duy trì ổn định so với nhiệt độ môi trường thông qua các cơ chế điều hòa nhiệt độ trong cơ thể. Để điều hòa được nhiệt độ trong cơ thể thì nó sẽ phải làm như thế nào? Đó là khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, đó là khi trời rét, do thân nhiệt cao hơn so với nhiệt độ môi trường nên động vật mất rất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh. Để bù lại cái số lượng nhiệt đã mất và duy trì thân nhiệt ổn định thì cái cơ chế chống lạnh được tăng cường và cái quá trình chuyển hóa các tế bào tăng lên, các chất oxy hóa nhiều hơn. Nếu không được ăn đầy đủ để bù lại các chất đã bị oxy hóa, tức là tăng khẩu phần ăn so với ngày bình thường, thì động vật sẽ bị sút cân, dễ mắc bệnh, thậm chí có thể chết. Tuy nhiên, vào những ngày trời rét, nếu được ăn uống đầy đủ, động vật sẽ tăng cân do cơ thể tăng cường chuyển hóa và tích lũy, cũng như dự chất dinh dưỡng để chống rét. Đó là nội dung câu trả lời cho câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3. Tại sao trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối khi ánh sáng yếu có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối khi ánh sáng yếu sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng. Vì tắm nắng cho trẻ ở ánh sáng yếu sẽ giúp đẩy mạnh cái quá trình hình thành xương của trẻ.
và tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D. Vitamin D nó lại có cái vai trò đó là chuyển hóa canxi để hình thành xương, qua đó nó ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ. Đó chính là nội dung câu trả lời cho 3 câu hỏi phần lệnh trong sách giáo khoa, trang 155. Đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái vấn đề về nhiệt độ ở đây, à ánh sáng ở đây thì nó còn rất là nhiều cái ảnh hưởng. Chúng ta có thể bắt gặp ví dụ như là mèo nhà chúng ta này, nhà chúng ta có thú cưng nuôi ấy, mèo, chúng cũng có cái hiện tượng đó là gì ạ? Phơi nắng. Hay động vật ở nơi khác thì chúng ta thấy rằng là gì? Ví dụ như là hải cẩu biển này, nó cũng phơi nắng này, hoặc là cá sấu này. Thế vậy động vật nó phơi nắng để làm gì? Động vật phơi nắng để làm gì? Đối với động vật hoặc là chúng ta thấy rằng như con thằn lằn ấy, nó phơi nắng. Thì chúng ta đã biết rồi, như ở sinh học 7 cũng đã nói đúng không ạ? Đó là gì ạ? Chúng nhằm thu nhiệt, tăng thêm nhiệt lượng cho cơ thể. Đấy, đấy chính là tại sao chúng ta lại trả lời được câu hỏi là gì ạ? Động vật phơi nắng để làm gì? Vậy ánh sáng sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của động vật? Ánh sáng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của động vật? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Tia tử ngoại tác động lên da sẽ biến vitamin D, tiền vitamin D thành vitamin D và có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa canxi để hình thành xương. Và trời rét làm cho động vật mất nhiều nhiệt nên động vật phơi nắng để thu nhiệt, tăng nhiệt lượng. Đấy, chúng ta vừa tóm tắt để trả lời hai cái ý lúc nãy. Nhưng tuy nhiên chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ở đây chúng ta có một phần thêm thông tin trong sách giáo khoa trang 156. Đây, riêng đối với người. Có rất nhiều các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn phôi thai. Giai đoạn phôi thai ở đây chúng ta có thể thấy đó chính là gì ạ? Giai đoạn người mẹ mang bầu. Thì khi người mẹ mang bầu ấy mà nghiện bia rượu hoặc là thuốc lá, hoặc là gì ạ? Bị nhiễm virus trong thời gian mang thai ấy, thì nó sẽ dẫn đến những cái hiện tượng rất là nhiều, làm cho gì ạ? Đứa con sinh ra bị dị tật hở hàm ếch. Đấy, thiếu ngón chân ngón tay. Thậm chí đối với người mẹ nghiện thuốc lá thì con sinh ra cân nặng sẽ giảm hơn so với bình thường từ 200 đến 500 gram. Đấy, tức là trẻ bị nhẹ cân. Vậy chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian những bà mẹ mang bầu ấy, chúng ta cần phải thấy rằng là gì ạ? Tránh hạn chế các chất kích thích, các chất gây nghiện. Đó, và cũng cần phải tăng cường cái sức đề kháng để chúng ta tránh bị nhiễm các virus cúm. Và chính vì thế mà trong cái thời gian mang bầu ấy, thì người mẹ thường phải hay tiêm đủ các mũi tiêm, đó là gì ạ? Phòng bệnh cho trẻ. Vậy phần 3, ánh sáng, chúng ta có kết luận như sau. Tia tử ngoại tác động lên da. Ý thứ nhất, kết luận thứ nhất là tia tử ngoại tác dụng lên da. Tác dụng lên da. Biến tiền vitamin D. Cô viết tắt chữ vitamin nhé. D. Thành vitamin D. Có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa. Trong quá trình chuyển hóa. Canxi để hình thành xương. Kết luận thứ hai là trời rét làm cho động vật mất nhiều nhiệt. Nên động vật phơi nắng.
để thu nhiệt. Để thu nhiệt và tăng thêm nhiệt. Đó là kết luận của phần 3 nhỏ. Vừa xong, cô và các bạn đã cùng đi tìm hiểu về các tác nhân bên ngoài gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật và con người. Đó là thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng. Thì ở đây các bạn cần nắm được cho cô cái tác động của thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng của mỗi một cái loại nhân tố này nó đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật như thế nào. Cần nắm rõ và lấy được ví dụ. Giờ cô cùng các bạn sẽ chuyển sang phần 2, một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và con người. Thì đối với biện pháp để tiêu khiển hay điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật và người thì chúng ta cùng nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa trang 156 và cho cô biết là có bao nhiêu biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người. Khi nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa trang 156 phần 3 La Mã thì chúng ta có thể thấy được đó chính là chúng ta có 3 cái điều khiển. Đó chính là cải tạo giống này, cải tạo môi trường sống của động vật và cải thiện chất lượng dân số. Thì mỗi một cái biện pháp điều khiển này nó sẽ có những cái đặc điểm riêng, mục đích cũng như phương pháp. Vậy bây giờ các bạn hãy nghiên cứu cụ thể thông tin của từng phần 1, phần 2 và phần 3 để chúng ta cùng hoàn thiện cho cô bảng sau. Biện pháp để điều khiển sinh trưởng và phát triển ở người và động vật thì chúng ta đã vừa nêu gồm có 3 biện pháp. Thứ nhất là cải tạo giống, thứ hai là cải thiện môi trường sống của động vật và thứ ba là cải thiện chất lượng dân số. Vậy mục đích của chúng ta khi sử dụng cải tạo giống hay là cải thiện môi trường sống của động vật hay cải thiện chất lượng dân số thì sẽ nhằm cái mục đích gì? Và chúng ta sử dụng cái phương pháp nào để chúng ta thực hiện cái biện pháp đó? Thì dựa vào thông tin trong sách giáo khoa trang 156 phần 2 La Mã thì chúng ta có thể đi làm từng phần một. Thứ nhất, về cải tạo giống. Thì các bạn hãy cho cô biết là mục đích của cải tạo giống là gì và phương pháp tiến hành cải tạo giống. Thì chúng ta thấy rằng cải tạo giống đó là nhằm cái mục đích là tạo ra giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao, thích nghi với điều kiện địa phương. Đấy là mục đích. Tạo ra giống vật nuôi. Tạo ra giống vật nuôi. Cô viết tắt chữ vật nuôi. Có tốc độ sinh trưởng và phát triển. Có tốc độ sinh trưởng và phát triển. Cô viết tắt sinh trưởng và phát triển. Nhanh. Nhanh. Năng suất. Năng suất cao. Và thích nghi. Thích nghi với điều kiện địa phương. Với điều kiện địa phương. Vậy để cải tạo giống thì chúng ta sẽ áp dụng những phương pháp nào? Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đó là lai giống này. Lai giống, chọn lọc nhân tạo, tức là con người chúng ta tiến hành chọn lọc đấy ạ, công nghệ phôi, vân vân. Đó là chúng ta đã xong biện pháp thứ nhất là cải tạo giống. Thế còn cải thiện môi trường sống của động vật thì chúng ta sẽ nhằm mục đích gì? Cải thiện môi trường sống của vật nuôi hay là của động vật? Thì nó nhằm cái mục đích đó là để làm thay đổi tốc độ sinh trưởng và phát triển của vật nuôi, tăng năng suất vật nuôi. Mục đích là để làm thay đổi tốc độ sinh trưởng. Thay đổi tốc độ sinh trưởng. Thay đổi tốc độ sinh trưởng của vật nuôi. Tăng năng suất vật nuôi.
Và phương pháp chúng ta áp dụng để cải thiện môi trường sống của động vật hay của vật nuôi thì chúng ta sẽ phương pháp như sau. Đó là cung cấp thức ăn phù hợp. Cung cấp thức ăn phù hợp. Cung cấp thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Với từng giai đoạn phát triển. Với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. Đồng thời chúng ta cần phải xây dựng chuồng trại thoáng mát. Xây dựng chuồng trại thoáng mát. Vân vân. Đó chính là cải thiện môi trường sống của vật nuôi. Thế còn cải thiện chất lượng cuộc sống. Cải thiện chất lượng cuộc sống. Cải thiện chất lượng cuộc sống thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái mục đích đó là nâng cao chất lượng cuộc sống. Nâng cao chất lượng cuộc sống. Nâng cao chất lượng cuộc sống. Tinh thần và thể chất. Tinh thần và thể chất. Cái phương pháp để chúng ta cải thiện chất lượng dân số đó là gì? Đó là chế độ dinh dưỡng. Chúng ta phải tập trung vào chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng. Và luyện tập thể dục thể thao. Luyện tập thể dục thể thao. Giảm các tật xấu. Giảm các tật xấu. Các tật xấu của chúng ta sẽ có những tật xấu nào? Như là gì ạ? Thuốc lá này, nghiện thuốc lá. Bia rượu. Ma túy. Vân vân. Đấy chính là phương pháp. Vậy chúng ta thấy rằng một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động người và vật thì chúng ta đã tìm hiểu được ba cái biện pháp cũng như là mục đích của ba biện pháp này. Và phương pháp của chúng ta đã áp dụng cho từng biện pháp. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lấy về ví dụ cụ thể. Về ví dụ cụ thể ở đây chúng ta thấy rằng cái phương pháp để chúng ta cải tạo giống, ví dụ như là gì ạ? Ở trong chăn nuôi, vật nuôi. Ở trong chăn nuôi vật nuôi ở đây thì chúng ta có thể thấy để chăn nuôi vật nuôi đạt cái hiệu quả cao, tức là năng suất cao và mục đích sản xuất của chúng ta phải đạt hiệu quả. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ở trong nước của chúng ta ấy, sẽ có bò vàng Thanh Hóa. Bò vàng Thanh Hóa. Bò vàng Thanh Hóa của Việt Nam chúng ta ấy, thì nó chịu được cái khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, nhiệt đới ẩm gió mùa đấy. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái chất lượng sữa đối với con bò này, con bò vàng Thanh Hóa thì chúng ta lại ít lấy. Và chính vì thế để muốn cải thiện ở trong nước của chúng ta có thể là gì ạ? Con bò này vừa thích nghi được cái khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, vừa cho cái sản lượng sữa thì chúng ta sẽ phải tiến hành ra sao? Đó là con bò vàng Thanh Hóa này chúng ta sẽ sử dụng làm con cái giống. Sẽ làm sao ạ? Sẽ giao phối với con bố. Con bố là bò Hà Lan. Bò Hà Lan. Và bò Hà Lan ở đây thì các bạn đã biết được cái đặc điểm của nó rồi. Đó chính là gì ạ? Con bò này có điểm những cái mảng lông trắng với đen. Còn con bò vàng Thanh Hóa thì chúng ta đặt luôn đó là cái màu vàng của nó. Thì khi lai giữa hai giống bò này thì chúng ta thấy rằng được một cái loại giống bò lai. Bò lai. Thì bò lai này, cái cơ thể đầu tiên chúng ta gọi cái của phép lai này đó chính là phép lai F1. Thì cái cơ thể con lai F1 này thì nó có cái đặc điểm đó là cho nhiều sữa. Đấy, cho nhiều sữa.
Và đặc điểm tiếp theo nữa là nó thích nghi với điều kiện khí hậu cũng như là cái phương pháp chăn nuôi ở Việt Nam. Thích nghi với điều kiện khí hậu, với khí hậu và cách chăn nuôi ở Việt Nam. Đó. Và hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái chất lượng sữa cũng như là nguồn sữa của Việt Nam chúng ta ấy đang có cái sản lượng sữa rất là cao. Thế ngoài ra đấy là đối với động vật, thế còn đối với thực vật? Đối với thực vật ở đây thì chúng ta thấy rằng là trước kia cái cây rau cải ấy, chúng ta gọi là cây cải dại đúng không ạ? Cây cải dại. Cái cây cải dại ở đây thì chúng ta thấy rằng thế nào ạ? Cái lượng lá, tức là chúng ta sử dụng lá để ăn thì nó rất là ít, thân cây thì cao, rất là cao. Và cụm hoa thì đối với cải dại này chúng ta chỉ lấy được lá để chúng ta làm gì ạ? Để ăn thôi. Còn lại đối với khi mà nó lớn hơn, nó cao hơn, nó ra hoa hoặc là cái phần thân cao lên như thế thì chúng ta cũng không sử dụng được. Vậy chính vì thế, từ cái mục đích của con người, chúng ta muốn sử dụng được toàn bộ những cái sản phẩm hay những thành phần trên cơ thể của cây cải này để sử dụng, thì con người của chúng ta đã lai tạo ra những giống nào? Đó là gì ạ? Tạo ra cải xoăn. Cải xoăn ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Sẽ thu hoạch sử dụng toàn bộ lá và cây thì thấp lùn không phát triển về phần cây. Và chính vì thế chỉ cần bỏ nguyên bộ rễ thôi. Còn đâu là phần lá, phần cuống lá là chúng ta cũng sử dụng được hết. Ngoài ra thì chúng ta để đấy là chúng ta đã nói đến cây cải dại nhé. Biến đổi để thu hoạch lá, đúng không ạ? Thu hoạch lá. Thế còn đối với thân, thân thì để thu hoạch thân thì người ta đã cải tạo, hay nói một cách khác để lai tạo, để tạo ra đó là cây su hào. Su hào chúng ta thấy rằng cái phần phình to đấy, đó chính là phần thân của su hào. Đó, đấy là chúng ta sử dụng thân, đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là gì ạ? Sử dụng cái chồi bên. Chồi bên. Cái chồi bên nhé. Cái chồi bên ở đây chúng ta thấy rằng đối với cải dại, chồi bên nó rất là ít và nhỏ. Và chính vì thế chúng ta thu hoạch nó rất là ít. Nhưng đối với cái phần chồi bên mà của cải Burien, cải Burien, 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 thì đối với cải Burien này thì cái chồi bên ấy, thì nó lại rất phát triển và sử dụng khai thác để ăn rất là nhiều. Thế còn đối với chồi đỉnh, chồi đỉnh các bạn có biết là chúng ta sử dụng phát triển đó là loại cây nào không ạ? Đó là bắp cải. Bắp cải chúng ta thấy rằng là bỏ mỗi cái phần cuống bên dưới thôi, phần rễ thôi, còn đâu là chúng ta khai thác ăn hết, đúng không? Thế còn đối với cụm hoa, cụm hoa, đối với cải dại chúng ta thấy rằng cái cụm hoa chúng có làm gì ạ? Không, đúng không ạ? Nhưng đối với khi chúng ta lai tạo cái giống cải này để tạo thành đó là súp lơ, súp lơ. Và chúng ta thấy rằng là cái hoa này này, cái phần súp lơ nở ra đó chính là phần hoa. Và phần súp lơ này chúng ta thấy rằng sử dụng toàn bộ, đúng không ạ? Hoặc đối với hoa và thân, lấy cả hoa và thân nhé. Hoa và thân. Đó chính là súp lơ xanh. Vậy chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái khoa học tiến bộ của chúng ta đã nghiên cứu ra để cải tạo ra những cái loại giống để phục vụ mục đích, nhu cầu của con người cũng như là tăng năng suất. Đấy, làm thay đổi cái sự sinh trưởng của nó. Nhằm mục đích là gì? Để nhằm mục đích làm gì? Để cung cấp cái lương thực, thực phẩm cho con người và mục đích thương mại của con người chúng ta. Đó. Đó chính là cái kết quả của quá trình chọn lọc nhân tạo từ giống cải hoang dại. Con người chúng ta chọn lọc đấy. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đối với động vật thì chúng ta có thể xây dựng chuồng trại thoáng mát,
hiện đại thì chúng ta có thể vào những cái trang trại chăn nuôi bò này, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, hay là vào trang trại chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà thịt, gà đẻ thì rất là hiện đại và đảm bảo cả về cái mặt đó là thoáng mát, vệ sinh. Đó. Thế bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái tác động của chúng ta trong cái quá trình chọn lọc cũng như là cải tạo giống hay cải thiện chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống của động vật thì đều xả rác ra bên ngoài môi trường. Và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng cái môi trường chúng ta bị ô nhiễm đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người và bản thân động vật rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là gì, con người của chúng ta cũng tiếp xúc hay đối với động vật cũng vậy. Nó sử dụng các chất kích thích cũng như là các chất gì ạ? Các chất kích thích ở cả người và động vật gây nghiện. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng khi tạo ra những cái sản phẩm, hay chọn lọc những sản phẩm này thì con người chúng ta cũng phải cần cân đối hợp lý về cả gì ạ? Thực phẩm hay nguồn ăn thức uống cho không những chỉ cho động vật mà cả bản thân con người, để các thế hệ sau khỏe mạnh và phát triển tốt. Vậy thế nào là kế hoạch hóa có gia đình, kế hoạch hóa gia đình? Kế hoạch hóa gia đình ở đây thì các bạn đã nghe trên phương tiện đại chúng rất là nhiều rồi. Kế hoạch hóa gia đình ở đây thì chúng ta thấy rằng đó chính là cái cách, là biện pháp kiểm soát sự sinh đẻ. Kế hoạch hóa gia đình là gì? Là chính là kiểm soát sự sinh đẻ. Thì đối với động vật thì chúng ta còn kiểm soát được, thế nên là huống chi đối với cả con người chúng ta cũng có thể kiểm soát được. Vậy em hãy kể tên một số biện pháp kế hoạch hóa gia đình mà em biết. Biện pháp kế hoạch hóa gia đình này chúng ta đã học ở sinh học 8, chúng ta cũng đã biết rồi đúng không ạ? Đó là các sử dụng các biện pháp tránh thai, ví dụ như là sử dụng viên tránh thai này, sử dụng vòng này, sử dụng bao cao su này, thuốc diệt tinh trùng này, phẫu thuật đình sản này, hoặc là an toàn tự nhiên, hoặc là sử dụng que tránh thai, vân vân. Đó chính là một số biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Và để củng cố lại toàn bộ kiến thức của bài vừa học thì cô cùng các bạn sẽ đi làm một số bài tập sau. Bài tập thứ nhất, để nâng cao chất lượng dân số, người ta đã áp dụng A. Tư vấn kỹ thuật. Y. Sinh học hiện đại. B. Kế hoạch hóa gia đình. C. Các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản và phòng tránh thai. D. Tất cả đúng. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy ngay đó chính là đáp án D. Câu hỏi số 2. Hãy chọn phương án đúng nhất. A. Thức ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng. B. Thức ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. C. Thức ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở một giai đoạn nhất định. D. Thức ăn ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển qua các giai đoạn nhất định. Và chúng ta cũng lại chọn đáp án D. Câu 3. Có thể cải tạo giống vật nuôi bằng cách A. Lai tạo giống kết hợp. B. Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. C. Công nghệ giống. D. Tất cả đúng. Và đáp án của chúng ta ở đây cũng lại là đáp án D. Câu hỏi số 4. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào là tác nhân ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lên quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người? A. Thức ăn. B. Nhiệt độ môi trường. C. Độ ẩm. D. Ánh sáng. Và chúng ta sẽ có cái đáp án đó chính là ảnh hưởng mạnh mẽ, đó chính là đáp án B. Nhiệt độ môi trường. Câu 5. Ở nước ta, cà rô phi sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở điều kiện nhiệt độ môi trường A. 16 đến 18 độ C. B. 25 đến 30 độ C. C. 30 đến 35 độ C. D. 35 đến 42 độ C. Và đáp án của chúng ta chọn đó chính là đáp án C. Cái giới hạn chịu đựng. Đây chúng ta nhớ lại. Tiếp theo đó là câu hỏi số 7.
À, câu 6. Đối với gia súc ở mùa có khí hậu lạnh thì sinh trưởng và phát triển chậm hơn mùa có khí hậu thích hợp. Nguyên nhân chủ yếu là vì A. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa sinh sản giảm. B. Cơ thể mất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt. C. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm làm hạn chế tiêu thụ năng lượng. D. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm sinh sản tăng. Và chúng ta sẽ có đáp án ở đây là đáp án B. Câu hỏi số 7. Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim sẽ có tác dụng gì? Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì? Thì chúng ta có thể có câu trả lời như sau. Việc ấp trứng ở hầu hết các loài chim có tác dụng đó là cung cấp và đảm bảo điều kiện nhiệt độ phù hợp với hợp tử phát triển bình thường. Đó là chúng ta đã vừa trả lời xong 7 câu hỏi phần củng cố. Giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn trả lời phần câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa trang 157 trước khi kết thúc bài học. Phần câu hỏi và bài tập trang 157 trong sách giáo khoa chúng ta có 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Đây chính là nội dung của bài 38 đúng không ạ? Vậy một số nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật đó chính là như sau. Yếu tố thứ nhất đó là yếu tố di truyền. Quyết định một phần tốc độ và giới hạn sinh trưởng phát triển ở động vật. Yếu tố thứ hai đó là các hormone. Quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể động vật bao gồm các loại hormone sau. Đó là hormone sinh trưởng. Thứ hai là tyrosin và hormone này đó là ở người. Hormone thứ ba đó là estrogen và testosterone cũng ở người. Còn hormone tiếp theo đó là estrogen và juvenin. Cái này là ở côn trùng. Đó, chính là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất trong sách giáo khoa. Câu hỏi thứ hai, nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Đó chính là nội dung bài hôm nay chúng ta học. Thì đối với câu hỏi này chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Thứ nhất, đó là thức ăn. Có ảnh hưởng mạnh nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người. Ví dụ như thiếu protein, động vật sẽ chậm lớn, gầy yếu, dễ mắc bệnh. Hay thiếu vitamin D sẽ gây bệnh còi xương chậm lớn cả ở người và động vật. Cái yếu tố môi trường ảnh hưởng tiếp theo đó chính là nhiệt độ. Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ thích hợp. Và cái nhân tố thứ ba ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật đó là ánh sáng. Phơi nắng vào mùa lạnh sẽ giúp động vật tăng nhiệt độ cơ thể. Và tia tử ngoại sẽ tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D tham gia vào quá trình hình thành xương. Và các bạn lưu ý ở đây đó là tia tử ngoại tác động lên da này nên áp dụng đó là phơi nắng vào buổi sáng sớm và khi buổi chiều tối khi cường độ ánh sáng hay chúng ta thường nói là đó thì các tia tử ngoại yếu thì nó mới có tác dụng như vậy. Còn nếu chúng ta mà phơi nắng vào lúc giữa trưa hoặc đầu giờ chiều thì lại ngược lại. Đó. Câu hỏi số 3. Tại sao những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng sinh trưởng và phát triển bình thường? Đối với câu hỏi số 3 thì chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Gia súc thuộc nhóm động vật hằng nhiệt. Vào mùa đông khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, tức là khi trời rét, thì do thân nhiệt cao hơn so với nhiệt độ môi trường nên động vật mất rất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh. Và để bù lại số nhiệt lượng đã mất và duy trì thân nhiệt ổn định, cơ chế chống lạnh tăng cường thì cái quá trình phân hủy các chất hữu cơ giúp sinh nhiệt cho cơ thể. Vì vậy nên cho gia súc, đặc biệt là gia súc non, ăn nhiều hơn để tăng lượng chất hữu cơ cho cơ thể và tăng sức đề kháng để chống rét. Đó chính là nội dung câu trả lời cho câu hỏi số 3, trang 157. Câu hỏi cuối cùng. Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?
Đó chính là nội dung của câu hỏi số 7 phần củng cố cô đã giúp các bạn trả lời, nhưng cô vẫn đưa ra để cho các bạn nhớ lại một chút. Đó là gì ạ? Việc ấp trứng ở hầu hết các loài chim có tác dụng là cung cấp và đảm bảo điều kiện nhiệt độ phù hợp, giúp hợp tử phát triển bình thường. Về nhà các bạn sẽ trả lời lại cho cô 4 câu hỏi này vào trong vở bài tập, cũng như là đọc lại toàn bộ kiến thức của phần 2 và phần 3, học thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị trước cho cô bài 40, thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật. Ở đây các bạn cần phải đọc được cái mục tiêu cũng như là chuẩn bị, nắm được cái phần nội dung cũng như cách tiến hành, để sau cô sẽ hướng dẫn các bạn viết báo cáo thu hoạch của bài thực hành này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau. Chào tạm biệt các em. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.